Hello mọi người, hôm nay cùng mình đổi gió mukbang với chủ đề thèm là ăn nhé. Đầu tiên mình sẽ làm một hộp gà rán sốt mật ong trước ha, trông hấp dẫn chưa này. Trời ơi, thề là cái gà này ngon cực ý. Nước sốt thơm ngọt, đậm đà, keo lại, bám chặt vào phần da giòn giòn nhẹ. Ăn cuốn dã man luôn, cơ mà ăn một lúc thì cũng khát. Nên là mình sẽ làm một hơi trà sữa để lấy lại sức vậy. Trà sữa mà mình đang uống là vị caramel muối biển, ngon lắm. Nó kiểu ngọt thơm mùi caramel nhưng mà có chút xíu mặn mặn nhẹ nữa. Uống lại miệng cực, công nhận là đang khát nước mà làm mấy hơi thì đúng là đã đời. Nhưng mà cái bụng chưa có no nha, nên là mình đặt thêm một suất bánh tráng cuốn thịt heo quay nữa. Món này thì cứ thấy cái gì cuốn cái đấy, miễn là bên trong có một miếng thịt heo quay giòn rụm là được. Bây giờ thì cùng mình thưởng thức nhé. Đấy, tự nhiên thèm ăn giờ tan tầm nên là tiếng xe cộ kêu quá trời luôn. Mọi người thông cảm cho mình nhé. Tính mình thì hay thèm ăn bất chợt lắm nên là nhiều lúc thấy xót ví ghê. Cơ mà may là đợt này Shopee Food trên Shopee đang có siêu siêu nhiều ưu đãi như deal 1 đồng với cả free ship tận nơi thì ngại gì. Cứ 26 hàng tháng là đến ngày hội Shopee Food mà lại. Cứ thèm là ăn thôi, không cần phải nghĩ. Bạn nào mà cũng có cái tính thèm ăn giống mình thì tham khảo các món này thử xem sao ha. Và bây giờ thì mời mọi người ăn tráng miệng kết bữa của mình nào. Hôm nay mình có xoài lắc bò khô và xoài cóc non chấm nước sốt thần thánh nha. Trông thôi đã thấy cháy nước miếng, chảy nước miếng rồi. Trời ơi, cái món này thì đúng chua luôn á, nhưng mà ăn thế nó mới cuốn. Kiểu vị nó chua cay suýt xoa không dừng được miệng ấy mọi người. Giờ chuyển qua xoài lắc bò khô xem có ngon không nha. Trông cái mặt là thấy thỏa mãn rồi đó, nên từ giờ cứ thấy thèm là ăn không hề khó, bởi vì đã có Shopee Food lo. Em cảm ơn. Đừng quên follow mình và mình đã để link mua đồ ở dưới phần comment nha.